16 tháng 5 năm 2019, nhằm ngày 12 tháng 4 năm Kỷ Hợi, hòa chung trong niềm hân hoan của mọi người con Phật trên khắp mọi miền Tổ quốc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lệ Thủy long trọng cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 dương lịch 2019 tại di tích lịch sử quốc gia chùa Hoàng Phúc để hân hoan thành kính đón mừng kỷ niệm ngày khánh đản lần thứ 2643 của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc lần thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam. Quang Lâm tham dự đại lễ về phía Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình có Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Thường trực kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Thượng tọa Thích Phương Đạt, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Đại đức Thích Thiện Bình, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quảng Ninh, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình và các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Chư Tôn Đức đến từ các tự viện trong và ngoài huyện Lệ Thủy. Về phía chính quyền cấp tỉnh có ông Phạm Quang Du, trưởng phòng công an kinh tế tỉnh Quảng Bình, ông Trương Minh Vũ, trưởng phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Quảng Bình. Về phía chính quyền cấp huyện có ông Nguyễn Anh Quý, phó bí thư huyện ủy Lệ Thủy, ông Phan Hồng Đăng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, ông Dương Văn Tánh, trưởng ban tổ chức huyện ủy, cùng các ông bà trong ban thường vụ, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các trưởng phòng ban trong huyện Lệ Thủy, cùng hơn 200 Phật tử nhân dân và chúng thanh niên trong và ngoài huyện Lệ Thủy đã đến tham dự đại lễ. Mở đầu chương trình, Đại đức Thích Khải Chánh, MC dẫn chương trình, cùng thỉnh Chư Tôn Đức và đại biểu Quang Lâm giảng đường để buổi lễ được bắt đầu. Tiếp đó là nghi thức chào quốc ca và đạo ca, tuyên bố lý do thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Phương Đạt thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Lệ Thủy nhận các lãng hoa chúc mừng của Chư Tôn Đức và chính quyền các cấp. Theo thông lệ, cứ mỗi dịp đại lễ Phật đản, Hội đồng Chứng binh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại gửi đến Chư Tôn Đức tăng ni Phật tử bức thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ, đấng đệ tam pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Phương Đạt cùng tuyên thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng binh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp đó, Đại đức Thích Khải Đạo tuyên đọc diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa thượng Thượng Thiện Hải Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Nguyễn Công Viên, đại diện chính quyền địa phương phát biểu trong chương trình. Sau đó, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình ban đạo từ trong đại lễ. Cuối cùng là nghi lễ cúng dường Phật đản, tấm Phật và lời cảm tạ của ban tổ chức.